cái 10 người bật dậy từ quan tài khiến thần chết cũng câm nín. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, một người phụ nữ đã được chuẩn đoán là chết bỗng nhiên bật dậy giữa đám tang của chính mình, hay một cô bé bất ngờ sống lại sau 16 năm, hay cụ bà sau 6 ngày nằm trong quan tài thì bật dậy vì đói. Đó là những trường hợp chết đi sống lại khiến cả thế giới phải sợ hãi. Có lẽ đây là những trường hợp mà khiến cho thần chết phải bó tay. Nếu như bạn là một người không tin vào những điều kỳ lạ hay bí ẩn, vậy thì hãy đón xem video sau đây nhé! Tử thi tỉnh dậy là hét giữa đám tang. Năm 2011, Fagili Makhametjanov, 51 tuổi, sống ở thành phố Kazan, Tây Nam nước Nga, quyết định mở nắp quan tài trong đám tang của bà Fagili, người vợ 49 tuổi được thông báo đã chết vì lên cơn đau tim. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như người chết không đột nhiên sống lại. Khi tang lễ đang diễn ra, bà Fagili bất ngờ tỉnh dậy và la hét lớn khi nhận ra mình đang nằm trong quan tài. Người phụ nữ 49 tuổi được đưa ngay tới bệnh viện, nhưng sự hồi sinh của bà không kéo dài lâu. Một người trong gia đình kể lại, mắt của bà ấy trợn tròn khiến nhiều người kinh hãi. Chúng tôi đã đưa bà ấy tới viện, nhưng bà ấy chỉ sống thêm được 12 phút trong phòng chăm sóc tích cực trước khi chết. Lần này không còn phép lạ như trước. Vị hôn phu của bà vô cùng tức giận với bác sĩ vì đã thông báo sai về tình trạng của vợ. Một số nguồn tin cho rằng đó là điều dễ hiểu vì có thể lần chết thứ hai của bà Fagili là do quá sốc trước việc có thể bị chôn sống. Sống lại sau 6 ngày nằm trong quan tài. Sống lại ngay tại đám tang đã đủ bất ngờ, thì trường hợp này đủ làm ai đó ngã ngửa vì vẫn sống khi đã bị chôn nhiều ngày. Tháng 2 năm 2012, cụ bà Li Xiufeng, 95 tuổi ở Trung Quốc, bị ngã và chấn thương ở đầu. Thấy cụ bất tỉnh và không còn thở, gia đình tưởng bà Li đã chết nên quyết định tổ chức tang lễ. Con cháu đặt bà trong một quan tài 6 ngày nhưng không đóng đinh để người thân đến viếng. Tuy nhiên, trước ngày tổ chức tang lễ, bạn bè và người thân hốt hoảng khi không thấy thi thể của bà trong quan tài. Sau một hồi tìm kiếm, dân làng choáng váng khi nhìn thấy cụ Li đang nấu ăn trong bếp. Cụ Li khi đó nói, "Tôi đã ngủ một giấc khá dài. Khi tỉnh dậy, tôi thấy rất đói nên muốn nấu gì đó để ăn." Bé gái bất ngờ sống lại sau khi qua đời 16 năm. Đây là trường hợp kỳ lạ nhất từ trước tới giờ. Cô bé người Kazakhstan bị chôn sống từ khi 4 tuổi vì tưởng là đã chết. Tuy nhiên, sau 16 năm được đưa ra khỏi mộ và chìm trong giấc ngủ dài, cô bé đột nhiên tỉnh dậy. Cô bé được nhắc đến trong câu chuyện kỳ lạ này tên là Nazira Rostemova. Khi mới chào đời, Nazira là một bé gái khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đến gần sinh nhật lần thứ 4, đột nhiên cô bé bị đau đầu dữ dội, không thuốc nào làm giảm đau được. Sau mỗi cơn đau, cô bé lại lịm đi. Vào một buổi sáng khi bố mẹ cô bé gọi dậy thì không thấy con động tĩnh gì. Các bác sĩ ở bệnh viện huyện khẳng định rằng Nazira đã chết mà không rõ nguyên nhân. Sau đó, cô bé đã được đưa đi mai táng. Tuy nhiên sau đó, ông và bố của cô bé đều nằm mơ thấy có người nói rằng Nazira chưa chết mà đã bị chôn sống. Người cha trở lại nghĩa địa, lật ván áo quan lên để kiểm tra. Ông sửng sốt nhận thấy xác con gái đã nằm sát vào một góc chứ không ở vị trí chính giữa như lúc hạ huyệt. Lớp vải liệm quấn quanh cô bé bị nhau và đôi chỗ có vết cào xước. Ông vội vàng bế con bé về nhà. Trong suốt 2 tuần, sau khi được đưa về nhà, Nazira vẫn trong trạng thái ngủ lịm đi. Gia đình đã tìm mọi cách để đánh thức cô bé nhưng vô hiệu. Cha cô bé bèn đưa cô bé đến bệnh viện. Bộ Y tế Liên Xô đã chuyển Nazira lên Moscow để nghiên cứu lồng kính cho đến khi bật tỉnh. Trong suốt 16 năm được đặt trong lồng kính và chìm vào giấc ngủ dài, Nazira vẫn tiếp nhận thức ăn qua hệ thống ống dẫn nối với dạ dày, nhưng cơ thể cô bé chỉ dài thêm 30cm. Cho đến khi tỉnh lại, cơ thể cô phát triển nhanh như thổi. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ một cô bé, Nazira đã có một cơ thể phát triển như mọi cô gái 20 tuổi khác. Nazira cho biết, 16 năm ngủ lịm nhưng cô vẫn cảm thấy những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Trong suốt thời gian đó, tôi không hề ngồi dậy lần nào, nhưng tôi vẫn nhận biết được mọi chuyện xảy ra chung quanh mình. Thậm chí có lần tôi ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng đặc trưng của vùng thảo nguyên quê tôi. Một hôm, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rất lâu, mãi không có ai nhấc máy, thế là tôi quyết định đứng dậy để nói chuyện điện thoại. Điều kỳ lạ là, chỉ trong mấy ngày đầu, Nazira đã phục hồi khả năng khẩu ngữ, có thể giao tiếp với mọi người mà không quên từ nào. Thậm chí, cô còn nói được 4 ngoại ngữ, trong đó có tiếng Latin và tự nhấc mình khỏi mặt đất nhẹ nhàng như bay. Tuy nhiên, sau đó mấy năm,
những khả năng này biến mất. Nazira quên cả tiếng mẹ đẻ là tiếng Kazakhstan mà chỉ còn nhớ duy nhất tiếng Nga. Được biết, đây là một trong những trường hợp mắc chứng hôn thụy mà đến nay khoa học vẫn chưa một lần lý giải được. Những người mắc chứng hôn thụy có thể ngủ hàng tháng trời, thậm chí vài chục năm. Trong thời gian đó, cơ thể họ hầu như không có sự thay đổi. Sau khi tỉnh giấc, quá trình trao đổi chất được tăng tốc khiến cơ thể có thể lớn nhanh trông thấy, y như trong chuyện cổ tích. Cụ ông 95 tuổi đột ngột sống lại ngay giữa đám tang của chính mình. Mới đây, cụ ông Budram, 95 tuổi, sống tại Ấn Độ đã gây sốc cho gia đình khi đột nhiên tỉnh dậy ngay giữa đám tang. Cụ Ram đã bị ngất đi trong một buổi chiều sau khi than phiền về việc bị đau ngực. Người nhà của cụ ngay lập tức gọi bác sĩ riêng tới thăm khám, nhưng chính vị bác sĩ này đã thông báo với gia đình rằng cụ Ram vừa qua đời. Con trai của cụ Ram, năm nay cũng đã 65 tuổi, mừng rỡ kể lại rằng cả gia đình đang chuẩn bị tắm cho cụ theo nghi thức địa phương để có thể thực hiện những nghi lễ cuối cùng cho người đã khuất, thì bất ngờ điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi con cháu vừa mới đổ nước lên ngực cụ, thì tất cả đã ngỡ ngàng khi trông thấy cụ cử động và thân thể run rẩy. Mọi người nhanh chóng đưa cụ Ram trở lại giường và ngạc nhiên hơn nữa, cụ nhanh chóng lấy lại nhịp thở bình thường, thậm chí còn có thể ngồi dậy. Có lẽ, nếu chỉ tiến hành thủ tục tang lễ nhanh chóng hơn một chút nữa thôi, thì cụ Ram đã không bao giờ có thể hồi sinh. Điều này khiến cho con trai cụ Ram cảm thấy vô cùng xúc động và cho biết. Khi họ hàng hỏi chuyện, bố tôi nói rằng ông bị đau ngực nên quyết định sẽ ngủ một giấc. Đây quả là một phép màu. Thế nhưng nhiều người cho rằng vị bác sĩ đã chuẩn đoán sai lầm và suýt nữa đã khiến cho cụ ông 95 tuổi ngủ trưa vĩnh viễn. Bé gái 3 tuổi đột ngột sống lại trong tang lễ. Hồi tháng 7 năm 2014, một bé gái ở Philippines đã chết vì bệnh cúm bỗng dưng sống lại trong đám tang của mình, khiến nhiều người hoảng hốt. Cảnh sát địa phương từ chối cho biết tên bé gái và gia đình em khi trả lời phỏng vấn báo chí về trường hợp hy hữu này. Theo đó, bé gái bị bệnh cúm nặng và được đưa đến bệnh viện tỉnh để chữa trị. Tại đây, cha mẹ của bé gái được thông báo là bé không qua khỏi vì tim đã ngừng đập. Họ đưa bé về và tổ chức đám tang cho em trong một nhà thờ. Tuy nhiên, khi một người hàng xóm đến viếng đám tang và mở nắp hòm để nhìn bé lần cuối, đột nhiên bà nhìn thấy em cựa quậy trong hòm, liền gọi cha mẹ em bé và đưa em đến bệnh viện. Bật nắp quan tài dậy quát người. Hồi tháng 3 năm 2013, cô gái mại dâm có tên Mando đang phục vụ một người đàn ông ở Zimbabwe thì bỗng nhiên đột tử. Dù rất sợ hãi, người khách vẫn gọi điện cho cảnh sát đến hiện trường xem xét vụ việc. Giới chức trách sau đó xác nhận cô gái bán hoa đã chết và bỏ vào trong quan tài để đưa đi mai táng. Tuy nhiên, Mando bỗng dưng bật dậy trong quan tài và quát lớn, "Các người muốn giết tôi à?" Tất nhiên, sự hồi sinh của cô gái khiến những người hộ tống sợ hãi, may là không có ai bị ngất xỉu. Sau một hồi định thần, họ mới xác nhận cô còn sống và để một người bạn đưa về nhà. Rơi vào trạng thái chết trong 11 tiếng. Một phụ nữ được cho là đã chết tại Bệnh viện Hoàng gia Bercy ở thị trấn Reading, Anh vào tháng 10 năm 2012. Nhưng 11 tiếng sau, điều bất ngờ đã xảy ra. Đó là trường hợp của Tatlem Rafit. Các bác sĩ đã dành ra 45 phút để cố gắng cứu chữa cho Rafit khi bà bất tỉnh. Nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ oxy sau khi các nỗ lực hồi sức không thành công. Rafit được tuyên bố là đã chết. Không còn hy vọng, gia đình người phụ nữ được vào nhìn mặt người thân lần cuối. Bác sĩ cho biết bệnh nhân được tiêm adrenaline và có thể sẽ có các cử động không kiểm soát, nhưng đó không phải là dấu hiệu của sự sống. Con của Rafit chia sẻ, mẹ nằm với đôi mắt trợn tròn, chúng tôi ngồi và cầu nguyện cho bà. Tôi ngồi bên phải giường, còn em trai thì ngồi bên trái. Bất ngờ, em trai tôi nói, mẹ đang nhìn về phía anh kia. Chúng tôi vội vàng gọi y tá để hỏi xem chuyển động bất ngờ ở mắt có phải dấu hiệu tích cực không. Y tá trả lời rằng điều đó là bình thường khi được tiêm adrenaline. Trong 2 giờ tiếp theo, kịch bản này lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến gia đình bà Rafit cố thuyết phục các y tá rằng người phụ nữ có thể vẫn còn sống. Một bác sĩ được gọi tới để kiểm tra. Ông nói rằng mạch của bà Rafit có đập nhẹ. Bác sĩ tiếp tục kiểm tra thêm 2 lần nữa và kết luận rằng bà Rafit còn sống. Các bác sĩ gọi đây là phép lạ khi não của người phụ nữ không bị phá hủy dù thiếu oxy trong máu. Chết đi sống lại nhưng không thoát khỏi tử thần. Ngày 1 tháng 6 năm 2012,
các bác sĩ thông báo cậu bé Kelvin Santos, 2 tuổi, đã chết khi đang điều trị viêm phổi tại một bệnh viện ở phía bắc Brazil. Gia đình sau đó đưa thi thể của bé về nhà và đặt trong quan tài mở nắp để chuẩn bị mai táng. Khoảng 1 tiếng trước khi đem chôn, Santos bất ngờ tỉnh dậy trong quan tài và bảo bố: "Bố ơi, cho con uống nước." Tuy nhiên, bé trai sau đó lại nằm xuống và không bao giờ tỉnh lại. Động đậy trước khi bị hỏa táng. Tháng 5 năm 2007, trong lúc nhà tang lễ huyện Lương Bình, Trùng Khánh, Trung Quốc đang chuẩn bị hỏa táng thi thể cuối cùng thì đột nhiên thấy túi đựng xác màu vàng động đậy. Các nhân viên bèn mở túi ra xem và phát hiện xác chết của cô gái có tên Tiểu Hương vẫn còn hô hấp. Tiểu Hương may mắn thoát chết trước khi bị hỏa táng. Nếu không được phát hiện còn thở, chắc chắn cô gái này đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Sau đó họ đã báo lên cấp trên và đưa cô gái đi cấp cứu. Bác sĩ Tạ, người trực tiếp tham gia cấp cứu cho Tiểu Hương, cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ trước trường hợp chết đi sống lại của Tiểu Hương. Bất ngờ thở lại sau khi được đưa vào nhà xác. Vụ việc xảy ra với một người phụ nữ ở Nam Phi năm 2018. Theo Times Life, người phụ nữ chưa rõ danh tính gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng và nhân viên y tế của công ty cứu thương khi đó khẳng định không còn dấu hiệu của sự sống ở nạn nhân. Thi thể của người phụ nữ được gửi đến nhà xác. Tại đây, nhân viên nhà xác cho thi thể vào một túi đựng xác và để trong ngăn kéo lạnh. Khi một số nhân viên tới kiểm tra thi thể, người này phát hiện người phụ nữ vẫn còn thở. Nạn nhân được đưa ngay tới bệnh viện để cấp cứu. Một cuộc điều tra về sự cố chuẩn đoán sai về tình trạng bệnh nhân được thực hiện sau đó. Chết đi sống lại đúng là một chuyện chẳng ai dám ngờ tới. Nếu là một trong những người tới dự đám tang có chuyện này, liệu tối về bạn có ngủ ngon không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share video, subscribe kênh Top 1 Khám Phá, ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Trên màn hình là những video hay ho thú vị mà nếu như các bạn không xem thì quả thực là phí một đời. Click ngay để xem tiếp nhé. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!